bỏ ra gần 10 củ để trang bị cốp điện có thực sự xứng đáng không anh em? Thì hôm nay đang làm một chiếc cốp điện. Đấy, một bộ cốp điện cho xe Toyota Cross. Test luôn cho anh em xem là thấy cốp điện nó có thật sự hữu dụng hay không. Xe này thì mình đã lên một bộ cốp điện TCA cộng thêm đá cốp. Đó. Đá một chạm là lên, một chạm là xuống. Ví dụ như anh em mà bê những cái thùng đồ to như này chẳng hạn, những thùng đồ nhá, mà anh em ngại đặt xuống thì những cái bộ cốp điện này nó cực kỳ hay luôn. Đấy, anh em đá cái và anh em cho vào thôi. Đấy, rất là tiện nhá. Mà lắp đặt cái này thì lắp đặt zin luôn, toàn cắm rác hết. Anh em yên tâm là điện đóm thì an toàn đi. Có thể ấn nút ở đây lên hoặc xuống hoặc là đáo cốp một chạm thôi. Đó, thì anh em thấy bỏ ra với cái mức chi phí là gần 10 củ khoai để trang bị cốp điện có xứng đáng không anh em?